Mình là Thanh Hương, hiện là chủ sáng lập của thương hiệu Missy. Thì hôm nay Hương có dịp ghé thăm thầy Nguyễn Thái Duy, một cái người thầy mà thực sự đã giúp cho cuộc đời của Hương bước sang một cái trang mới rất là tuyệt vời mà Hương rất là hay chia sẻ với các bạn. Thì bản thân Hương trước đây Hương làm giáo viên, thì sau khi mà sinh Barbie thì cuộc sống của Hương bắt đầu có rất là nhiều thay đổi. Mình không thể nào mà quay về với cái công việc của mình, vì lúc đó những cái bé nhỏ thì rất là hay dễ bị bệnh. Và sau đó là bắt đầu con của mình bị bệnh và mình không có thể trở về với công việc. Và cuộc sống của mình lúc đó gặp rất là nhiều cái khó khăn, không những về cái mặt kinh tế mà kể cả vợ chồng cũng không có tìm được cái tiếng nói chung. Chính vì vậy mà bản thân Hương bị stress rất là nặng. Và Hương đã tìm đến một cái nơi học thiền. Và may mắn cho mình là mình được gặp thầy Nguyễn Thái Duy. Thầy đã tặng cho mình một cái vé mời để tham gia cái chương trình Vườn Ươm Doanh Nhân. Và sau 2 ngày mà em trở về với công việc của mình, thực sự là em rất là cảm xúc luôn. Tại vì em như là tìm được một cái con đường mà để giúp cho cái cuộc sống của em nó thay đổi được một chút. Thì khi mà thầy gặp em thì thầy cũng thấy rồi đó, em là một cái người rất là rụt rè, nhút nhát, không có một cái kiến thức gì về kinh doanh cả. Và lúc đó thì tiền bạc cũng không có nữa, nhưng mà em chỉ làm theo những cái gì mà thầy đã chia sẻ với em để cho hôm nay em có được một cái doanh nghiệp như bây giờ. Thì em mong là thầy cũng hãy chia sẻ cho những cái bà mẹ bỉm sữa để giúp cho các mẹ có được cái động lực để các mẹ có thể vượt qua được những cái khó khăn của mình. Cảm ơn bạn Thanh Hương. Vừa rồi các bạn có dịp nghe chia sẻ của bạn Thanh Hương, bạn chia sẻ từ cái tấm lòng của bạn. Và bây giờ các bạn thấy Thanh Hương nói chuyện rất là tự tin đúng không? Rất là duyên dáng. Nó phải qua một cái đoạn nó rất là dài. Không phải chúng ta muốn là tự nhiên chúng ta ra làm được, nhưng mà chúng ta quyết tâm thì chúng ta làm được. Các bạn hiểu chưa? Các bạn phải nhớ đó. Muốn có thể là nó mới cài vào đầu ra chúng ta thôi. Và chúng ta quyết tâm luyện mỗi ngày thì tự nhiên chúng ta sẽ được. Và mình tin rằng là nếu mà bạn nào ngồi trước cái đoạn video này và bạn xem những cái đoạn này và các bạn muốn tự tin như Thanh Hương, muốn tự kinh doanh được như Thanh Hương, thì Thanh Hương cũng là một trong những cách mà các bạn học hỏi theo. Các bạn có thể lên vào Facebook của bạn, hoặc các bạn có thể lên Google, các bạn search Thanh Hương Missy, thì tự nhiên các bạn sẽ follow được theo Thanh Hương và các bạn sẽ học được. Để quay lại cái câu hỏi của bạn Hương, thì cái vấn đề đó là như vậy nè. Trong cuộc sống á, cái mà ai cũng mong muốn á, đó là làm sao chúng ta tự do được cái cuộc sống của mình. Tự do là gì? Là tự do không có nghĩa là cái gì cũng làm, nhưng mà tự do là gì? Thứ nhất, chúng ta có cái tài chính nó rất là thoải mái để làm gì? Để thứ nhất đó, là lo cho con cái của mình, đặc biệt là phụ nữ. Cái gia đình là cái mà số 1 của người phụ nữ. Cái thứ hai là chúng ta giúp đỡ anh chị em bà con của mình. Và cái thứ ba, nếu chúng ta có một cái doanh nghiệp riêng, sơ một doanh nghiệp riêng, thì cái điều đó nó quá tuyệt vời rồi. Và ai cũng mong muốn cái điều đó. Tuy nhiên cái cách làm nó như thế nào thì thực sự là có một số người thì làm rất là tốt, mà nhiều người cứ lo hay hoài, làm không có tốt. Vậy thì với cái trải nghiệm cuộc sống của mình thì mình mới phát hiện ra một điều rằng là cái con đường kinh doanh á là cái con đường mà nó giúp cho chúng ta giải quyết cái thứ nhất là tài chánh, nó khá dễ nữa khi chúng ta biết cách. Cái thứ hai á là nó giúp cho con người của bạn nó phát triển mỗi ngày. Cái công việc kinh doanh á nó làm cho bạn phát triển mỗi ngày, liên tục đối diện với vấn đề này, đối với vấn đề khác, và bạn phải tháo gỡ hoài để con người bạn phát triển cao hơn. Và cái thứ ba á là cái công việc kinh doanh cũng chính là cái niềm yêu thích. Khi mà các bạn làm cái công việc kinh doanh á, nghĩa là các bạn đang làm cái việc yêu thích mỗi ngày. Và cái thứ tư nó tuyệt vời lắm. Thứ nhất á, bạn tạo ra tài chính này, bạn lo được cho gia đình của bạn này, là cái điểm thứ nhất này. Cái điểm thứ hai này, cái tài chính đó nó giúp cho chúng ta có cái cuộc sống rất là thoải mái. Và cái thứ ba nó ý nghĩa hơn nữa là các bạn hình dung đi, một người nhân viên, ví dụ nhân viên của bạn Thanh Hương, các bạn thấy không, một ngày nào đó họ vào thì họ mất cái 23-24 tuổi rồi, nhưng mà họ làm cho công ty bạn Hương 3-4 năm, cái là như thế nào, họ có gia đình vậy, và cái cuộc sống gia đình của họ sống nhờ nào, nhờ cái tiền lương họ làm cho công ty, rồi một ngày nào đó họ sinh con đẻ cái, rồi cái cuộc sống của gia đình họ sống từ nào cũng chính là từ cái cuộc sống, cái công việc hàng ngày họ làm tại cái công ty Missy đó. Và lần này các bạn cái điều đó nó mang một ý nghĩa nó vô cùng lớn, và ai cũng muốn giúp cho người khác để tốt lên mỗi ngày hết. Và bạn Thanh Hương đã làm được cái điều đó, nó rất là tuyệt vời. Thì cái Thanh Hương nó như thế nào, các bạn Hương là như thế nào? Khi mà chúng ta là một bà mẹ bỉm sữa, các bạn chung cho này, nghĩa là chúng ta mới sinh con,
Và cái quỹ thời gian chúng ta nó rất là dài. Cái đứa con nó nhỏ mà nó cần cái người mẹ kế bên để chăm sóc. Cái đứa con, các bạn nhớ, bạn nào mà làm mẹ các bạn biết á, con mà nó thường xuyên ở gần bên mẹ cái giai đoạn nhỏ là nó thông minh hơn, nó có cái tình thương ôm ấp nhiều, nó sẽ thông minh hơn. Và ai cũng cảm nhận cái điều đó. Nhưng cái bài toán chúng ta ở với con thì tiền đâu? Và nếu mà các bạn đang đi làm công thì nó như thế nào ạ? Các bạn phải rời, như Thanh Hương là hồ kia là giáo viên thì phải rời đứa con của mình 8 tiếng, 10 tiếng rồi sau đó mới quay về. Cái đó ai cũng hiểu mà chịu không có nổi. Đau lòng lắm. Ở nhà thì không có tiền mua sữa cho con, đi làm thì xa con, và cái đó nó dùng dành. Những cái bà mẹ bỉm sữa rất 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 là mạnh mẽ. Vậy thì chúng ta cần có một cái sự đột phá mạnh mẽ hơn, đó là chúng ta ra, tại chúng ta vẫn ngồi ở nhà mà làm sao chúng ta vẫn kinh doanh được. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Và cái việc này á, trước thì nó rất là khó, nhưng ngày nay đối với internet nó cực kỳ dễ. Bạn có Facebook không? Chắc có. Bạn có Zalo không? Chắc có. Bạn có thể lên YouTube không? Bây giờ bạn đang lên YouTube nè, bạn đang xem cái đoạn này, hoặc là bạn lên Facebook bạn đang xem cái đoạn này, thì nhờ bạn xem vậy bạn mới biết Thành Hương, bạn mới biết mình. Có thể là giờ này bạn đang ở, mình biết là giờ này có thể bạn đang ở Hà Giang, bạn đang ở Lào Cai gì đó đúng không, mà bạn vẫn biết mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Các bạn thấy cái công cụ online nó tuyệt vời mà. Vậy thì chúng ta cần phải lao ra làm kinh doanh để chúng ta tạo ra cái thu nhập, chứ chúng ta không cần đến công ty. Tại vì các bạn dành thời gian 8 tiếng đó, 10 tiếng đó, các bạn đến công ty thì bạn dành thời gian 8 tiếng, 10 tiếng đó bạn ngồi ở nhà, con thì bên đây, và bạn vẫn có online trên Facebook, lên Google để bạn kinh doanh. Vậy thì làm sao để bạn làm được cái việc này? Bước đầu tiên là bạn phải chọn cho mình một cái sản phẩm. Thanh Hương hồ kia cổ cũng vậy. Bước đầu tiên là bạn phải chọn cho mình một sản phẩm. Muốn chọn được, các bạn phải chọn được một cái sản phẩm gì đó thì các bạn mới đi kinh doanh được. Không có sản phẩm làm sao đi kinh doanh được. Có nhiều người, có nhiều bà mẹ cứ hỏi mình là kinh doanh bắt đầu từ đâu? Tìm cho mình một cái sản phẩm. Vậy thì chút xíu bạn sẽ hỏi Thanh Hương là hồi kia bạn Thanh Hương chọn cái sản phẩm gì? Các bạn nhận ra điều này chưa? Và tại sao bạn chọn cái sản phẩm đó là bạn ở nhà bạn tự kinh doanh được? Bạn hình vô chưa? Chọn cho mình một cái sản phẩm, rồi chọn sản phẩm xong là ok rồi. Lên Facebook, lên Google, lên YouTube, bắt đầu bán hàng. Tuy nhiên, bạn cần phải hoàn thiện cái kỹ năng bán hàng. Chúng ta không thể lên Facebook chúng ta giới thiệu chào các bạn, mình có sản phẩm, sản phẩm của mình là sản phẩm của mình tốt lắm. Rồi bạn đăng lên, cái bạn chờ người ta mua, chả ai mua hết. Rồi ngày hôm qua, sản phẩm của mình tốt lắm mà, mình nói hoài sao các bạn không mua. Như vậy thì chả ai mua đó. Các bạn nhận ra điều này chưa? Chúng ta phải học được cái cách làm sao để bán hàng, cái cách làm sao để khách hàng thuốc. Và nếu ai đó mà họ vào họ comment, bạn họ comment nó có ý nghĩa là tiêu mày hả, bữa nay mày cũng lên mày bán hàng nữa hả, thì các bạn phải cần có cái cách gì ạ? Thay đổi nhận thức của những con người đó các bạn. Từ một người họ rất là ngạc nhiên về bạn, làm cho họ thuốc về bạn, và làm sao họ bỏ tiền họ mua hàng của bạn. Các bạn nhận ra điều này chưa? Thì hồi kia Thanh Hương cũng làm theo cái cách đó thôi. Có dịp gặp mình thì mình cũng nói Thanh Hương làm ra cái thứ nhất là mình làm sao cho Thanh Hương là như thế nào. Hãy hiểu rằng cái con đường kinh doanh là con đường mà tạo ra thu nhập không giới hạn. Tại sao mà nói như vậy? Bởi vì sao ạ? Bởi vì ngày hôm nay bạn tìm một khách hàng thì bạn có một nguồn thu nhập. Ngày hôm sau bạn tìm thêm khách hàng nữa là nguồn thu nhập thứ hai. Ngày nọ bạn tìm một khách hàng nữa là nguồn thu nhập thứ ba. Và một ngày nọ nữa bạn tìm được tới 10 khách hàng là bạn có 10 nguồn thu nhập. Một ngày nào đó bạn có tới 100 khách hàng thì bạn có 100 nguồn thu nhập. Và điều gì xảy ra khi mà bạn chăm sóc 100 khách hàng đó kỹ? Họ mua đi mua lại của bạn nhiều lần. Rồi một ngày nào đó bạn có 200 khách hàng và bạn chăm sóc họ kỹ. Các bạn hiểu ý của mình rồi. Nguồn thu nhập của bạn không giới hạn. Bắt đầu nó sẽ là rất là khó khăn bởi vì bạn chỉ có một khách hàng à. Nhưng mà qua năm tháng bạn có rất nhiều khách hàng và khách nó cứ tự động nó mua về. Thì cái cách đó nó mới giúp cho bà mẹ điếm sữa đi từ từ từng bước lên. Đi từ từ từng bước lên. Bạn nên nhớ, không có cần có nhiều vốn đâu. 5 triệu, 10 triệu gì đó là đã bắt đầu ra kinh doanh được rồi. Bạn an tâm đi. Và 50 triệu đó bạn cũng kiếm được, bạn bán hết, bạn bỏ vốn ra 50 triệu gì đó thì bạn cũng kiếm được gì
vài triệu đồng rồi lại bạn lại tiếp tục, rồi bạn lại lấy đúng cái vốn đó lại đi mua rồi bán một ngày nào đó, chứ lại nó nhiều ra thì nó làm cho cái vốn chúng ta nở ra, cứ đi từ nhỏ tới lớn. Và bạn Thanh Hương đi từ đó, mình không có, mình nói về cái idea và cách đi thôi, còn cái bí quyết á, mà muốn rõ hơn á, là các bạn phải hỏi Thanh Hương, bạn bạn làm dụng ra điều này chưa, tại vì bạn bạn Thanh Hương là cái người họ đi trên cái hành trình đó, bạn cần thì bạn cứ inbox bạn hỏi thôi, không có gì phải ngại hết. À, còn mình á là mình nói về mặt tư duy và chiến lược, à, để cho các bạn rõ. Các bạn muốn thì bạn cứ vào Facebook của Hương nói, hồi kia chị bắt đầu như thế nào, chị bắt đầu bằng mấy đồng, cách chị bán hàng, thì cứ inbox hỏi, không có gì phải ngại hết. Các bạn chúng ta điều này, còn về mặt chiến lược á, các bạn cứ ngại thì các bạn inbox cho mình. Các bạn chúng ta chỗ này chưa? Rồi. Yeah. Thầy, em còn thấy một cái là rất là nhiều bạn nghĩ rằng á là kinh doanh phải có nhiều tiền và phải thông minh. Mà thật sự thầy biết á, em chẳng thông minh mà em cũng chẳng có nhiều tiền, nhưng mà kinh doanh cần phải có những cái kỹ năng. Thì thầy có thể chia sẻ là làm sao để mình có được những cái kỹ năng mà mình có thể vững bước trên cái quá trình mà mình kinh doanh được không ạ? À, khi kinh doanh á, một kỹ năng đầu tiên là kỹ năng là chúng ta phải biết sử dụng cái đầu của mình. À, các bạn đừng có nghĩ là có nhiều tiền, mà các bạn có nghĩ rằng là làm sao chúng ta không đang rất là ít tiền, chúng ta làm một hồ để cho nó có nhiều tiền, chứ nó không có cái chuyện mà có nhiều tiền mới ra kênh doanh. Tức là các bạn sẽ thấy hai cái bức tranh kênh doanh, và nếu mà các bạn không nhận ra đó thì các bạn sẽ la hay hoài cả đời, các bạn không bao giờ kênh doanh được. Các bạn thấy có một cái bức tranh đó là có rất là nhiều người họ không có tiền và bắt đầu họ biết kinh doanh, họ may mò kinh doanh, bắt đầu họ mới có nhiều tiền. Và khi họ có nhiều tiền rồi á, các bạn biết họ làm gì không? Họ kinh doanh cái gì thì họ cũng bỏ tiền ra, mà các bạn chỉ thấy cái khúc đó thôi. Bạn hình dung cái bức tranh không ạ? Tất cả những người trước khi họ có nhiều tiền, trước đó họ đều không có tiền. Các bạn có nhận ra điều đó? Các bạn phải thấy cái bức tranh trước đó, thì cái bức tranh trước đó, ví dụ ở Việt Nam bây giờ, các bạn thấy, các bạn nghe tới Bảo Đức thì ông nhiều tiền lắm. À, các bạn nghe tới ông Vũ Trung Nguyên nhiều tiền nhiều, các bạn nghe tới ông Vượng nhiều tiền, mấy ông đó nhiều tiền lắm. Và bây giờ các bạn cứ nhìn vào mấy cái việc của ông làm bây giờ, các bạn không bao giờ làm nổi hết. Các bạn cứ tưởng là mấy ông có nhiều tiền. Đúng mà bây giờ mấy ông có nhiều tiền rồi, mà ông làm những việc bây giờ là ông làm cái chuyện nó rất là bự. Các bạn nhìn ra điều này chưa? Nó các bạn thấy ông bỏ tiền nó ghê lắm. À, nhưng mà các bạn hãy thấy cái trước kia của ông nè. Các bạn nghe ông Vượng á, các bạn đọc câu chuyện ông Vượng á, thì các bạn thấy chưa? Hồi kia ông qua Ukraine, ông cũng lặn lội như chúng ta, ông cũng là người xả xứ thôi. Ông qua Ukraine rồi ông phải làm một cái, rồi ông mới sản xuất mì tôm, ông làm sau này ông có rất là nhiều tiền. Rồi nghe đó ông bán cái nhà máy sản xuất mì tôm mà ông có hàng triệu đô, rồi ông mới quay về Việt Nam, rồi ông mới kinh doanh lớn. Ông Bảo Đức hồi kia đi chăn bò, các bạn hình dung ra điều này chưa? Ông Vũ Trung Nguyên hồi kia cầm từng cái gói cà phê và đạp xe đạp đi từng nhà bán. Các bạn, nhưng mà tất cả những người đó họ đều trước kia họ đều không có tiền, mà bây giờ bạn cứ nhìn cái bức tranh ổng đang có tiền, các bạn cứ nghĩ nó là kinh doanh cần phải có nhiều vốn. Bản thân mình cũng vậy, trước kia mình vào Sài Gòn mình cũng không có tiền, mình cũng đi bán từng chai nước mắm một để cho tới giờ mình có tiền. Và các bạn Thanh Hương cũng vậy thôi. Bạn bây giờ thì bắt đầu bạn có nhân viên, doanh thu của bạn tháng rất là tuyệt vời, có thể là thu nhập của bạn một tháng hiện tại cũng vài trăm triệu một tháng. Các bạn nhận ra điều này chưa? Nhưng mà trước kia nè, hãy dịch chuyển bạn về cái này 2 năm nè, bạn cũng không có cái chuyện đó, là một người giáo viên mà. Cái các bạn không hiểu ra điều này chưa? Thì cái bài toán là câu hỏi đặt ra là kinh doanh có thực sự có nhiều tiền không? Mình xác định với các bạn luôn là kinh doanh có người thì họ bắt đầu từ không có tiền, có người thì họ bắt đầu bằng có tiền. Tại vì mấy ông bắt đầu có tiền thì ông đã có tiền rồi. Còn các bạn không có tiền thì bạn phải bắt đầu từ không có tiền. Bạn anh nhận ra điều này chưa? Vậy cái cách đi không có tiền nó như thế nào? Hỏi Thanh Hương đi. Cứ yên báo hỏi. À, để gì? Tại sao mình không nói ra? Các bạn có dịp tương tác hỏi, hoặc là các bạn yên báo hỏi mình để gì? Có dịp tương tác. Nói ra hết, các bạn đâu có thèm liên lạc với tụi mình đâu. Các bạn chưa rồi, tương tác vướng mắt hỏi. Vậy cái cách đi cũng ngồi ba giờ là thì cứ tương tác hỏi. Nhưng mà mình khẳng định với các bạn là chúng ta phải có cái năng lực như vậy nè. Nếu trong tay bạn chỉ có một quyển sách, bây giờ mình nói với các bạn đi, nếu mà bạn đi vào đất Sài Gòn này mà trong tay bạn chỉ có một cái quyển sách thôi, mà bạn không còn gì khác á, bạn không còn cái đồng tiền nào trong tay á, bạn cũng chả có nhà để ở luôn, bạn chỉ có một cái quyển sách này, thì mình đặt ra câu hỏi nè, các bạn có khả năng mua nhà 2 năm nữa, 3 năm nữa từ chính cái quyển sách này không ạ? Chắc chắn là được. Bạn nhận ra điều này không ạ?
thì bạn phải biết đảo quyển sách đó lại tiền. Có thể là bạn đi bạn bán cái quyển sách này đi là được 100.000 đúng không, 100.000 bạn dùng 100.000 đó bạn mua lại một cái gì đó, bạn hình dung ra điều này chưa, rồi bạn bán lại nó được 200.000, các bạn hình dung ra điều này chưa? Ok, hoặc là mình ví dụ đây, bạn có cái quyển sách này thôi, bạn bán ra 100.000 này, ok chưa nè? Rồi bạn tới bạn gặp mình, bạn kêu cho em lấy 5 quyển sách đi, ok chưa? Cho em nợ, mà nếu mà bạn nói ok thì mình cũng sẽ cho bạn nữa. Cái bạn có hình dung ra điều này chưa? Mới cái lớp vừa rồi thôi, lớp tối hôm kia thôi, có một bạn nữ, bạn rất là tuyệt vời, bạn tới bạn năn nỉ mình là thầy cho em lấy 10 quyển sách nợ và em cam kết trong ngày mai em bán được em trả thầy liền. Ok, cho em là em nợ, mình cho bạn nợ 10 cuốn. Hôm qua đâu mới 2-3 giờ chiều qua thôi, mình thấy bạn chuyển có bọc đi, bạn lấy 10 cuốn mình để rẻ cho bạn luôn, mình thấy bạn chuyển cái tiền có bọc đi. Cái bạn chưa, nghĩa là bạn bán hết rồi đó, thấy tới chưa? Mượn vốn người khác nó làm việc nhiều cách thức lắm, và thế là bạn lấy tiếp. Mình nghe nhân viên nó báo là bạn nó lấy thêm 20 cuốn nữa. Cái bạn như ra, nghĩa là từ lúc không có tiền bây giờ bạn đã có tiền rồi. Cái bạn như ra, và cứ vậy, nếu mà bạn làm một ngày đó bạn tới bạn lấy mình cả 100 cuốn, một ngày nào đó bạn lấy cả 200 cuốn đó, bắt đầu cái việc business bắt đầu nó lớn là dần rồi. Cái bạn như ra điều này là chưa, nó là cái vấn đề kinh doanh nó cũng không phải bắt đầu từ vốn, nhưng cái khái niệm vốn ở đây mà lại giải thích ở một cái góc độ khác nữa. Nhiều người cứ nghĩ vốn là tiền, vốn cũng là tiền đúng, nhưng mà nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Vốn ở đây cũng là mối quan hệ các bạn, đúng không? Ví dụ mình quen với bạn Hương, cái đó cũng là một cái vốn của mình. Bởi vì sao mình cần bán hàng thì mình có món hàng gì đó thì mình tới mình trao đổi với Hương thì Hương mua món hàng đó, mình có tiền. Vậy thì vốn ở đây, mối quan hệ rộng cũng là vốn. Các bạn nhận ra điều này, cái kiến thức của bạn phong phú, ok chưa? Kiến thức của bạn giỏi, cái đó cũng là vốn. Các bạn biết nhiều, bạn hiểu nhiều, cái đó là vốn. Bây giờ các bạn có xác nhận không? Mình đang nói chuyện này, cái đó là cũng là cái vốn của mình. Rồi cái vốn là gì, cái gì nữa? Cái kinh nghiệm, bạn chịu khó, bạn lao ra, bạn làm nhiều, bạn có nhiều kinh nghiệm, cái đó cũng là cái vốn. Các bạn nhận ra điều này chưa? Rất nhiều thứ, cái từ vốn là cái từ nó rất là nhiều thứ. Có thể bạn không có vốn bằng tiền nhiều, nhưng bạn có những cái vốn khác nhiều thì bạn vẫn cứ cơn vô ăn được. Các bạn không? Hoặc là bạn nào bạn rất là giỏi về kế toán, bạn làm những môn kế toán rất là giỏi, cái đó là chính là vốn. Các bạn không nhung ra điều này chưa? Có gì thì các bạn hỏi bạn Thanh Hương thêm, mà Thanh Hương sẽ chia sẻ bạn cái cách kinh doanh từ không đồng nó như thế nào. Thật sự thì em thấy là cái việc mà khởi nghiệp á, không có tiền á, nó không quá khó khăn như các bạn nghĩ đâu. Các bạn cứ nghĩ là không có tiền thì làm sao kinh doanh, nhưng mà thật sự nếu không có tiền thì chúng ta làm theo cái kiểu buôn bán thương mại giống thầy nói, để làm sao chúng ta có tiền. Khi có tiền rồi lúc đó chúng ta mới làm lớn hơn. Đúng rồi. Nhưng mà các bạn không có chịu hành động, và đúng các rồi. Bạn cứ bị một cái nỗi sợ đó thầy. Tại vì thực sự nó không có đáng sợ như các bạn nghĩ. Chỉ cái việc quan trọng là các bạn hãy hành động ngay, và đúng các rồi. Bạn làm sao để vượt qua được cái nỗi sợ đó. Để bây giờ nói để vượt qua nỗi sợ này không còn cách nào khác á. Thực sự một mình á, cái mình diễn tả nó bạn như vậy nè. Hồi giờ các bạn không hành động, các bạn không làm việc thì cái thói quen không hành động, cái thói quen không làm việc, cái thói quen sợ nó ở trong người bạn nó nhiều lắm rồi. Bây giờ tự nhiên các bạn nghe Hương nói, bạn nghe mà nói, cái tự nhiên trong đầu bạn nó có một khác nào, muốn làm. Nghĩa là bắt đầu bây giờ trong cái con người bạn á, bắt đầu nó hình thành hai con người. Một con người là một cái gì? Thụ động. Hồi giờ mình không làm, hồi giờ mình không làm được, hồi giờ mình cứ ngồi yên một chỗ. Một con người sợ sệt là cái con người ví dụ nó nằm ở phía bên này. Ok, bây giờ bắt đầu nó hình thành một con người mới, con người đó muốn ra này, muốn bứt phá này, muốn nỗ lực ra này, muốn làm kinh doanh này, muốn con người này muốn. Tuy nhiên cái con người mới nó mới hình thành thôi. Hay là mình nói một cái từ khác, cái con người bên này là cái con người cũ, thói quen cũ, mà đã gọi từ cũ là nó luyện nhiều chưa? Nó luyện rồi, nó luyện cái sự làm biến, nó luyện cái sự nhút nhát, luyện cái sự sợ nhiều rồi. Rồi cái con người mới là con người mới hình thành, thói quen mới hơn là tạm, mới vừa nghe đây thôi, mới có khác nhau đây thôi. Thì bình thường á, các bạn thấy nè, nếu mà cho hai thằng này nó đấu nhau thì cái con người nào thắng? Thường thường là con người cũ thắng. Ngay bây giờ mà bạn ngồi mà bạn nghe mình chia sẻ đây á, thì cái khát khao cái con người mới bạn nó muốn nha, nó muốn lao về phía trước đàn này. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Nhưng khi mà bạn về nhà, bạn rời khỏi video này á, thì cái con người cũ bạn nó lại kéo lại, nó nói thôi không làm đâu, sợ lắm, khó làm lắm, không được đâu, nó đầy những cái lý do các bạn hiểu ra điều này chưa? Làm sao để bạn thắng nó có cách thứ nhất.
bạn hãy đi tìm những người tích cực các bạn cho đó. Bạn hãy thường xuyên lên xem những đoạn video nó như vậy, thường xuyên lên xem Facebook của mình, thường xuyên lên Facebook của bạn thương. Mỗi ngày bạn đọc tự nhiên nó quen lành. Tức là bạn đọc là bạn luyện cho cái con người mới, cái con người cũ của bạn á, là nó sẽ lải nhải, nó nói đủ thứ đó, nó nói cho bạn đừng có làm việc. Nhưng mà cái con người mới bạn phải quyết tâm, bạn đọc nó thì 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng bạn follow, bạn làm không được bạn phải làm cho bằng được. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Thì tự nhiên mỗi ngày tự nhiên cái con người mới bạn nó thắng dần ra. Các bạn hiểu ra, nó thắng cho tới một ngày nào đó đó, cái con người mới nó áp đảo luôn, nó thắng luôn, nghĩa là xong bạn. Cái chuyện kia là nhỏ vậy, thì nó cần cái thời gian ở đây kiên trì 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm. Cái quy trình của mình thấy nó phải 2 năm bạn mới đủ chuyển đổi luôn. Đó là cái moment nó như vậy. Cái thứ hai nữa là bạn phải tích cực. Bạn hiểu ra điều này chưa? Bạn tiêu cực là bạn không có làm được. Tích cực trong mọi ván rồi. Mình ví dụ nè, đúng không? Như thế nào là tích cực và như thế nào là tiêu cực. Bây giờ ví dụ như là bạn nhìn cái điện thoại này, ok chưa? Nếu mà bạn nghĩ tích cực thì bạn nghĩ cái này là cái điện thoại, ok chưa? Vậy thì bạn nghĩ nó là cái điện thoại thì tự nhiên là nó rất là tuyệt vời. Cái điện thoại là nó có thể nghe được, nó có thể nhắn tin được, nó có thể gọi cho người khác được, thì cái này nó rất là hữu ích với bạn. Nghĩa là bạn nhìn nó với góc độ tích cực. Còn nếu bạn nhìn nó, các bạn nói cái này là cái cục đá, thì bạn như thế nào? Cục đá làm được gì? Đem nó quăng đi. Bạn hên vô chưa? Vậy thì cái này bản thân nó cũng không phải là điện thoại, bản thân nó cũng không phải là cục đá. Bạn đừng nghĩ cho nó cái gì là nó là cái đó. Bạn nói nó là cái điện thoại thì tự nhiên là nó rất là hữu ích bạn dùng, mà bạn nói nó cục đá bạn mang đi bạn quăng. Bạn hình dung vô chưa? Một sự vật nó chỉ là sự vật chỉ khi bạn định nghĩa cho nó cái gì thì tự nhiên nó là cái đó. Các bạn hiểu cái tư duy tích cực và tư duy tiêu cực chưa? Nó là chúng ta phải nhìn mọi vật dưới góc độ tích cực, và khi chúng ta nhìn tích cực á thì nó rất là có lợi cho ta. Mình ví dụ như là bạn nhìn cái quyển sách này, bạn nghĩ rằng ô cái quyển sách này nó hay lắm, nó hữu lắm, thì bạn sẽ làm bạn đọc và đọc không nhiêu và đi tìm những cái hay đó này. Các bạn thì nó cũng là quyển sách thôi, nhưng mà bạn nói quyển sách này có gì để đọc, bạn quăng đi. Thì nó cũng đúng thôi, bạn suy nghĩ nó tốt, nó cũng đúng, mà bạn suy nghĩ nó ok, nó cũng đúng, nó đúng rồi, nó đúng với chính bạn. Bạn hên vô chưa? Tuy nhiên cái tích cực nó có lợi gì và cái tiêu cực nó có lợi gì? Khi mà bạn mua cái quyển sách này về rồi mà bạn nghĩ nó chả tốt đâu, bạn đem nó quăng nó đi, thì đồng nghĩa là bạn đang mất, bạn vừa mất tiền, bạn vừa mất hàng loạt những cái hay gì từ cái quyển sách này. Bạn mua cái điện thoại này về, bạn nói nó giống như cái cục đá, bạn quăng nó đi, nghĩa là bạn mất tiền, bạn mất những cái hữu ích của nó. Bạn hiểu chưa? Cái tiêu cực á nó mất nhiều lắm. Và cái tích cực thì sao? Bạn mua cái quyển sách này về, bạn nói ủa cái quyển sách hay lắm, bạn đọc và bạn đọc và bạn ngộ ra rất là nhiều điều. Hoặc là bạn mua cái điện thoại này về, bạn nói ô cái điện thoại này rất là tuyệt vời, nghĩa là bạn dùng nó, bạn hiểu chưa? Thì tự nhiên nó mang lại cho bạn nhiều cái lợi ích lắm. Nên là bạn phải tích cực. Bạn tiêu cực là bạn mất đi gấp đôi, và bạn tích cực là bạn lợi cái cấp số nhân lên. Nên bạn nhìn cái gì bạn cũng phải tích cực đó. Ví dụ như là bạn đi bán hàng đúng không, mà lại phải tới góc độ khác. Bạn đi bán hàng, cái khách hàng nó chơi ô cái sản phẩm này dùng không có được, em sẽ nó càm ràm bạn có ngày. Thì nếu mà bạn tiêu cực, bạn về bạn càm ràm khách hàng gì mà nó ăn khó tính hồi này, cái nghĩa là bạn tiêu cực là bạn ghét trong khách hàng đó, cái rồi nó cũng ghét bạn, bạn mất luôn. Bạn hiểu chưa? Nhưng mà khách hàng nó càm ràm vậy thì bạn về thảm với bạn cảm ơn họ nữa, cảm ơn họ. Tại sao họ càm ràm? Vậy là họ đang dạy cho mình là mình phải giỏi hơn, mình phải có năng thuyết phục bạn hơn, họ hơn, mình phải nhiệt tình hơn, mình phải chân thành hơn. Rồi mình còn hỏi họ nữa, hồi nãy giờ những điều mà chị có biết em thấy rất là đúng, chị có thể chỉ cho em cái cách làm sao để em bán hàng tốt hơn, để làm sao em lần sau chị ủng hộ em không? Các bạn thấy không? Thì lúc đó khách hàng họ thích. Các bạn nhận ra điều này chưa? Còn các bạn mà chửi khách hàng nó là xong luôn, bạn mất gấp đôi luôn. Các bạn nhận ra điều này chưa? Nó là phải tích cực. Cái tích cực trong mọi vấn đề, bán hàng không được cũng phải tích cực, cái gì làm không được nó cũng phải tích cực. Các bạn nhận ra điều này chưa? Không được tiêu cực là không bao giờ được. Các bạn hãy tìm những quyển sách hay này các bạn đọc, tìm những cái lớp các bạn học, có cho mình những cái người thầy rất là tuyệt vời, tìm cho mình những người bạn rất là tuyệt vời. Các bạn có thể là các bạn như Thanh Hương,
các bạn có những người bạn là tự nhiên là qua 3 tháng, 5 tháng, 1 năm, 2 năm là tự nhiên các bạn kinh doanh được, bạn không có gì phải vội vã trong vấn đề này hết á. À, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Dạ, yeah, đúng rồi. Thực sự luôn em nghĩ rằng là cái việc đầu tiên là mình hãy tin vào chính bản thân mình. Đúng rồi. Và chúng ta luôn luôn có một cái tư duy tích cực. Nếu như cái gì chúng ta không biết thì tại sao chúng ta không đi học? Đúng rồi. Chúng ta không đi hỏi người khác. Đúng mà rồi. Chúng ta chỉ tự suy nghĩ. Đó, chính vì vậy những cái kiến thức về kinh doanh nếu các bạn không có thì các bạn hãy đi học. Những cái gì các bạn cảm thấy các bạn lo sợ, các bạn mong muốn muốn biết thì các bạn hãy hỏi những cái người mà họ đã đi trước, họ đã thành công rồi, họ sẵn sàng chia sẻ với các bạn nếu như các bạn có đủ đam mê và có đủ quyết tâm. Đúng rồi. Đó. Vậy thì mình mong các bạn cái đoạn video này chắc là cũng dài rồi, mình mong các bạn lần sau các bạn lên các bạn đem xem đoạn video thứ hai. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn.